chào mọi người. Hôm nay là 26 tháng 6 năm 2019, tôi tiếp nhận một bệnh nhân đến với tôi là trần dịch khớp, nhưng mà không phải trần dịch khớp của khớp gối thông thường, mà họ trần dịch ở gót chân, dịch rất nhiều. Ông bên siêu âm là 12 mm à? 14 đến 16. Tôi cho những bệnh nhân này hiện tại bây giờ là khớp gối là hết dịch rồi, còn ở đây thì gần về trạng thái bình thường được 70%. Nên tôi gây chỉ cho bệnh nhân về vấn đề ở đây, chúng ta đang nói là dịch khớp có thể châm cứu hết hoàn toàn được, tức là chứng minh được 150 người. Các video tôi quay hôm đến và hôm đi rất là chính xác và nó không tái phát, thì đó là điều rất là may mắn, ít người làm được như vậy, bởi vì họ thống kê không chính xác. Tôi thống kê một cách rất rõ ràng. Vì thứ hai nữa là gì, tôi theo dõi người ta, theo dõi cái tình trạng tái phát có cao hay không, chúng ta ghi số điện thoại lại, chúng ta theo dõi, chúng ta đỡ hay không biết ngay. Cái vấn đề đang nói ở đây là đối với bệnh nhân như này nhé, còn rất trẻ thì tôi lo lắng nhất chính là cái viêm khớp dạng thấp, là toàn bộ các khớp bị sưng hết lên, sưng nóng, đỏ, đau lên. Cho đến hiện tại bây giờ y học vẫn đang bó tay vậy đấy. Thì đối với tôi không phải đơn giản chỉ khắc phục cho cái tình trạng mà dịch tràn này, mà tình trạng viêm, nó hết là tình trạng viêm đấy mà đều có. Thế đến đây đi lại chân cẳng thế nào rồi? Đi ngon hơn chưa? Đêm nào nó hơi buồn một tí thôi, thì cố gắng lên nhá. Chúng ta mới đi được một nửa chặng đường thôi. Anh quay lại cái quá trình mình điều trị cho bệnh nhân mà thôi. Hai gối là khá là ok rồi. Còn bên dưới này thì hôm đến anh sợ lắm. Anh nói thật với em thông cảm, khi anh cái tay ấn vào đây nhé, nó bùng nhùng nhìn rất sợ. Anh suy nghĩ rằng tôi là người thầy thuốc rất là, các bạn như thế nào nhỉ, lạnh lùng lắm. Thấy bệnh nhân nó phồng lên rồi dịch nhiều lắm, trong đầu mình sẽ nghĩ rằng là mình có nên hút dịch hay không, hay là mình hút dịch đi, sao mình hãy châm. Nhưng nếu như thế thì không phải là tôi nữa. Bởi vì hút dịch thì không phải phương pháp của đông y. Tôi cố tình tôi hút nhiều ra đấy, thì bệnh nhân thì bảo là anh lại cũng hút giống như tây y như thế, là cũng bằng nhau đúng không, thì khẳng định được cái sự thực của mình. Tôi không hút cho bệnh nhân nào tí nào cả. Bây giờ kiểm tra thì không có nóng gì cả, đi khá là tốt rồi. Em cố gắng lên nhé. Về nhà thì ăn uống vẫn đang bình thường, đi lại thoải mái. Tiếp video đi em.